Mua bán xe cũ xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh với chiếc xe em cập nhật ngay lúc này cho anh chị và các bạn thông tin là một chiếc Mitsubishi Xpander sản xuất là năm 2019 xe có ngoại thất là màu đen với những chi tiết đường led của chiếc xe thì anh chị bạn có thể tham quan và theo dõi trong clip ngày hôm nay em sẽ quay chi tiết cận cảnh từng điểm nhỏ để anh chị bạn có thể đánh giá tổng quan về chiếc Mitsubishi Xpander hiện đang có mặt tại cửa hàng Việt Nguyên Auto số 57 59 61 Nguyễn Văn Cử, Long Biên, Hà Nội để có thể xem xe và trải nghiệm. Đơn vị bán xe ra có cam kết cho khách hàng các hạng mục xe không bị đâm va, không bị ngập nước, bao trách test mọi nơi trên toàn quốc và có bảo hành về khung gầm, máy móc, động cơ, hộp số trên văn bản hợp đồng giấy tờ. Nên anh chị bạn có thể yên tâm. Tổng quan về ngoại thất thì các bác có thể tham quan và đánh giá cùng em với những cái chi tiết điểm nhấn nhỏ nhất về hệ thống sơn si này, mép nối mép cản cũng như là hệ thống uh tính năng an toàn ở phía sau thì nó có cảm biến cam lùi rồi là hệ thống gạt mưa đèn phanh trên cao với không gian cốp chứa đồ của chiếc xe thì nó cũng rất là rộng rãi đây là một mẫu xe 7 chỗ gia đình giá rẻ đáng để anh chị và các bạn quan tâm với không gian cốp chứa đồ của chiếc xe anh chị có thể tham quan đây từ những con ốc bắt đèn rồi đến những cái chi tiết ốc ốc lacabo, rồi là hệ thống uh, keo chỉ, đinh tán để các bác có thể đánh giá tổng quan kỹ hơn về chất lượng chiếc xe em đang giới thiệu cho anh chị và các bạn còn đẹp hay không đơn vị thì uh, cam kết đầy đủ nhưng mà khi anh chị và các bạn xem qua video mà cảm thấy thích rồi mình có thể qua trực tiếp cửa hàng để xem lại một lần và lái thử để xem cái độ cảm giác lái của chiếc xe và máy móc có ổn định hay không uh, sau đó thì nếu uh, anh chị và các bạn uh, mà không biết về xe ấy, thì mình nên mang vào hãng một bên thứ ba mà anh chị và các bạn tin tưởng để kiểm tra trách chéo, đảm bảo an tâm cho quá trình sử dụng sau này. Tránh được những cái xe bị tai lạn hay cầm nước, đấy là một lời khuyên cho anh chị và các bạn. Giúp anh chị và các bạn có thể chọn lựa cho mình một chiếc xe nó phù hợp nhu cầu sử dụng của gia đình, lại với chất lượng tốt nhất có thể. Thông tin của chiếc xe thì em luôn minh bạch, rõ ràng cho anh chị và các bạn, đảm bảo cho anh chị và các bạn. Mô tả như thế nào thì khi đến xem xe nó y như vậy chứ không có phê uh, gì cả Anh chị và các bạn đến mà xem nó không đúng sự thật ý, Thì cũng uh, mất thời gian của anh chị và các bạn Và gây sự khó chịu cho anh chị và các bạn Đấy là một cái em không mong muốn Đây là những cái chi tiết về hệ thống cánh cửa Anh chị có thể thấy này Keo chỉ này, ốc ác này, còn nguyên bản này Rồi là những hệ thống tabli Tabli này nó là bằng uh, giả da anh chị nhé Không phải là da bọc da đâu ạ. Uh, Với mẫu giá rẻ thì nó không được uh, ưu ái nhiều đây là những cái chi tiết về ốc bản lề và những cái chi tiết như hệ thống ghế ngồi của chiếc xe. Thì các bác có thể quan sát. Với chiếc Mitsubishi Xpander sản xuất là 2019, máy 1.5 số tự động. Và là một chủ màu đen, biển thành phố. Khi mua về các thành phố lớn thì anh chị và các bạn sẽ không bị mất 20 triệu tiền biển mà chỉ mất phí đổi biển thôi cùng với 2% lệ phí trước bạ. Trước bạ của con này thì chưa đến 10 triệu đợt xe làm bánh quãng đường là hơn 40.000 km rồi anh chị ạ đây là những cái chi tiết về không gian khoang lái của chiếc xe anh chị có thể tham quan với option của chiếc xe thì là ghế da theo xe màn hình DVD cam đùi để lộ start top rồi có cảm biến là răng đúc mâm ABS phanh ABS rồi cùng với hệ thống kiểm soát hành trình cảnh báo phanh khẩn cấp rồi là rất rất nhiều các tính năng an toàn cho anh chị và các bạn đây là những cái tiện ích của chiếc xe Anh chị có thể tham quan, khám phá cùng em Khi anh chị và các bạn xem mà có chỗ nào mà đang thắc mắc Thì hãy liên hệ em theo số điện thoại trên màn hình nhé Em sẽ giải đáp những cái thắc mắc của anh chị và các bạn Và giúp anh chị và các bạn có thể hiểu sâu hơn Thông tin về chiếc xe Mitsubishi Pender Máy 1.5 số tự động Chiếc này là chiếc nhập khẩu anh chị nhé Màn hình được nâng cấp lên màn hình Android rồi Cùng với một số tính năng tiện ích khác nữa của chiếc xe đây là hệ thống vô lăng của chiếc xe anh chị có thể tham quan và đánh giá cùng em những tiện ích của chủ xe thì cũng nâng cấp rất là nhiều đây là hệ thống chỉnh gương chống chân trượt và một cái hệ thống cảm biến và bây giờ em sẽ mời anh chị và các bạn cùng tham quan qua chút về phần máy móc để anh chị và các bạn có thể đánh giá về chiếc Mitsubishi Xpander 1.5 nhập khẩu sản xuất 2019 một biển, một chủ biển thành phố. Hiện đang được đơn vị giao bán cho anh chị và các bạn trong khoảng giá 500 triệu là anh chị bạn có thể sở hữu rồi. Thông tin chi tiết cụ thể thì các bác cứ thì liên hệ em theo số điện thoại trên màn hình, em sẽ hỗ trợ đầy đủ các thủ tục sang tên di chuyển, mua xe trả góp lên tới 70% giá trị xe. Để nhận rõ về thời gian vay cũng như lãi suất, hãy liên hệ em nhé, hoặc qua trực tiếp cửa hàng để trải nghiệm. Em sẽ tư vấn hỗ trợ cho anh chị và các bạn có thêm kiến thức về những chiếc xe cũ đã qua sử dụng để anh chị và các bạn tránh được những cái xe bị tai nạn hay gặp nước. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại anh chị và các bạn ở những video tiếp theo của kênh mua bán xe cũ. Xin chào và hẹn gặp lại.